Các bạn thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đấu cái mạch điều tốc để làm chạy cho cái motor này, tức là điều khiển có cấp xung cho nó để điều khiển được tốc độ cho cái động cơ Rocklet này. Mấy cái motor này thì mình thấy bán trên mạng rất là nhiều, giá của nó thì chỉ tầm khoảng 20.000 thôi, 20.000 cái. Thì motor này thì nó có hai loại, một loại là nó chạy 6W, 24V 6W, một loại là 8W. 8W thì đây là cái con 6W đây, 24V 6W. Thì con này nó cũng có hai kiểu chạy, một là chúng ta đấu điều tốc rồi bằng mạch cấp xung, bằng cái mạch chạy điều tốc điều chỉnh xung 555 IC 555. Thì cái mạch này cũng có bán sẵn ở trên Shopee luôn, rất là nhiều, có mấy ngàn cái thôi, rẻ. Mạch này, con motor này nó còn có thể đấu chạy trực tiếp luôn, nhưng mà đấu chạy trực tiếp thì mình khuyên các bạn không nên sử dụng, lý do là nó chạy không ổn định và nó nóng motor. Còn khi chúng ta cấp xung chạy thì nó rất là im rồi mát, và chúng ta có thể điều chỉnh được tốc độ. Còn nếu chúng ta đấu trực tiếp thì nó chạy trực tiếp thôi, nó không có cái điều chỉnh được tốc độ. Thì thứ nhất là trên cái motor này thì các bạn thấy nó có cái dây sẵn nè, thì mình để cái motor về thì đếm từ trái qua phải nha. Thì dây đầu tiên này là dây cấp nguồn 24V, dây cấp nguồn 24V. Dây thứ hai này là dây mát. Dây tiếp theo này là dây mát. Rồi dây thứ ba nữa là dây cấp nguồn 5V. Dây này là dây 5V. Ha, các bạn chú ý ha. Rồi dây thứ tư tính từ bên phải qua bên trái, dây thứ tư, dây này là dây mát. Này là mát. Dây thứ năm, dây này là dây cấp xung. Còn lại 3 dây nữa mình cắt bỏ rồi, nó không sử dụng tới, mình không sử dụng tới cho nên cắt bỏ rồi, 3 dây này không cần thiết. Như vậy đây là dây mát và dây cấp xung nè. 3 dây này là nguồn, đầu tiên là 24 nè. Mát nè. Con này là dây này là dây 5V nè. Dây này mát nè. Dây tiếp theo này nữa là dây cấp xung. Thì chúng ta sẽ đấu trên cái mạch này. Thì ở đây mình có cái mạch này hàng sẵn, thì mình sử dụng một cái con ổng áp IC áp 7805 để mình cấp nguồn 5V cho mạch này hoạt động luôn. Thì mạch này nó cũng có 3 chân. Đây, chúng ta nhìn thấy. Trên này cái đèn nó hơi phức. Đây, chân VCC. VCC là chân cấp nguồn cho nó. Để lấy nét lại các bạn. Đây, chân VCC là chân cấp nguồn dương. Thì bo này nó chạy nguồn 5-12V, nhưng mình khuyên các bạn nên xài nguồn 5V thì nó rất là ổn định. 5V, chân mát, chân ao, chân thứ ba là chân ao, là chân cấp xung ra. Thì đây mình đã bẻ 3 chân ra nè. Chân này là chân ao, là chân cấp xung nè. Chân này là chân mát, chân này là chân cấp nguồn. Thì cái bên này mình đã hàng cái chân có cái con 7805 á, thì chân đầu tiên này là chân cấp nguồn vô cho nó từ 12V cho tới 24V đều được. Chân thứ hai là chân mát. Chân thứ ba này là chân ra 5V. Thì chân ra 5V của nó mình đấu vô cái chân VCC của mạch luôn nè. Chân mát mình đấu sẵn xuống chân mát, mình hàng sẵn xuống chân mát luôn nè. Thế thì còn lại chân này chân vô, còn chân này là chân ra nè. Thì mình lấy cái nguồn 5V này mình cấp cho cái mạch bên này luôn. Vậy đây mình hàng vô luôn các bạn coi nha. Đây là chân 24 nè, chân mát nè, chân này là chân 5V nè. Chân 5V thì mình sẽ hàn vô luôn trong cái chân 5V bên đây luôn. Mình lấy cái nguồn 5V này xài luôn. Rồi, chân mát mình hàn vô đây luôn. Chân cấp xung cho nó là mình hàn vô cái chân ao và cái mạch điều tốc này. Rồi. Cái chân này là chân cấp nguồn 24V, thì mình hàn chung vô cái chân cấp nguồn vô của cái mạch này luôn. Vậy hai cái này mình xe chung lại. Xe chung lại. Như vậy ta còn một chân này nữa là chân mát. Chân mát thì mình để cấp nguồn vô luôn. Rồi, vậy chúng ta đã đấu xong.
Chị nhắc lại với các bạn nè, chân 24V nè, 24V mình cho chung vô chân mạch này luôn. Chân mát này mình còn để ngoài chưa câu nè. Chân thứ ba là chân 5V thì mình hàng vô cái chân 5V này. Đây, chân 1, chân 2, chân 3, dây 5V nè. Đây, mình hàng vô cái chân 5 đường ao của cái con 7805 nè. Chân giữa là chân mát thì mình đấu đây. Chân cấp xung là chân này. Thì mình đấu vô cái đường ao của cái mạch 555 này. Rồi, bây giờ mình cấp nguồn âm vào đây, nguồn dương vào đây là nó chạy. Thì motor này nó nói là chạy điện 24V nhưng thực tế mình chỉ cấp điện 12V là nó đủ chạy rồi. Đây, mình có con pin 3S 12V. Đây, mình đấu sẵn đây, mình có dây sẵn nè. Bây giờ mình cấp nguồn thử vô luôn nha. Đây là nguồn dương nè. Đây là nguồn âm. Rồi, chạy chưa? Chưa, chờ mình tím. Rồi, thế bây giờ mình sẽ cấp nguồn vô. Đây là nguồn dương, đây là nguồn âm. Thì do thằng này mình chưa cấp mát cho nó, cho nên mình kẹp mát chung vô đây luôn. Đó, vậy thì motor đã bắt đầu quay. Để mình lấy cái miếng keo mình dán cái này lại cho các bạn xem cái, cho nó dễ. Đây, dán cái này lại cái cho nó dễ ha. Quay cho các bạn xem. Rồi, bây giờ mình cấp nguồn lại nè. Đó, bắt đầu motor nó quay. Thế bây giờ mình muốn chỉnh tốc độ thì trên này nó có hai cái biến trở, mình sẽ chỉnh biến trở bên này để chỉnh tăng giảm cái tốc độ của nó. Đó, các bạn thấy nó chạy nhanh lên. Đó, đó, chạy hút quá thì nó ấy lại, ta chỉnh lại. Cái tần số thì nó sẽ bị ngắt, ta khởi động lại nó một cái. Do mình chỉ cấp nguồn có 12V cho nên nó chạy chưa có ấy đó. Rồi, như vậy thì với cái motor không chổi than roulette này chúng ta hoàn toàn có thể chế được cái quạt. Nhưng mà con này do công suất nó nhỏ, nó 6W cho nên các bạn chỉ chế quạt cánh tầm 20 thôi chứ không chế cánh lớn được. Con này nó nhỏ. Các bạn muốn lớn thì phải xài cái mấy cái quạt, cái motor không chổi than lớn. Ví dụ như là mấy con này. Mấy con này thì chế quạt chạy rất là khỏe, cánh 40 là chạy vô tư nhưng mà cái mạch nó hơi cồng kềnh. 6. Bạn nào muốn xịn hơn thì mình sử dụng cái mạch điều tốc dạng này. Điều tốc dạng này tức là cũng tương tự như cái mạch xung này nhưng mà cái này nó vừa ra được 5V luôn, nó có đường ra 5V sẵn cho chúng ta luôn. Đây. Viên âm, viên dương, đó là cấp nguồn 12 tới 24V vô đều được. Dây ao này là dây ao 5V và cái ao 5V này mình hoàn toàn có thể chỉnh được trên này luôn. Mình chỉnh nó ra 5V, 6V tùy ý. Dây này là dây mát, dây này là dây cấp xung ra, dây cấp xung ra, dây này. Chúng ta có thể chỉnh bằng cái này. Hoặc nó trên mạng nó còn bán một cái mạch nữa, mình hôm trước mình cũng có mua một cái nữa để mình xem nó làm. Là mạch cấp xung dạng này thì con này cũng tương tự vậy, nhưng mà con này nó có nhược điểm là nó không cấp được nguồn 5V, nó chỉ có đường xung ra thôi chứ không có cấp 5V ra, thì mình phải cấp đường 5V riêng. Cái này nó chỉnh bằng cái biến trở nút chỉnh trên này đó. Và tuy nhiên muốn rẻ tiền nhất thì các bạn dùng mạch này vẫn chạy được bình thường, chạy được bình thường. Do mình sử dụng nguồn cùng pin này thực tế nó không tới 12V, nó chỉ có 11V mấy thôi, nó hơi yếu cho nên nó chạy chậm. Rồi, chúc các bạn thành công.